Vận số người tuổi Tý theo các giờ sinh. Giờ Tý, công việc lẫn sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên trong cuộc sống lẫn hôn nhân gia đình thì hay gặp phải chuyện buồn phiền về con cái. Giờ Sửu, đây là người học rộng, hiểu nhiều, tính cách hoạt bát năng nổ, nhiệt tình tuy vậy nhưng lại ít bạn bè. Trong cuộc sống đôi khi gặp nhiều chuyện phiền lòng. Trong hôn nhân lại khá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Giờ Dần, cả cuộc đời vận số khá may mắn. Trong công việc lẫn sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, được quý nhân giúp đỡ nên con đường thăng tiến nhanh, thuận lợi. Trong tình yêu nhiều lúc gặp phải những rắc rối nhỏ. Giờ Mão, con người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, trọng tình cảm hay giúp đỡ người khác nên uy vọng khá cao. Người này con đường sự nghiệp không được may mắn. Giờ Thìn, là người mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ nên trưởng thành sớm. Cuộc đời nhiều chông gai và khó khăn nhưng cuối cùng cũng có được một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc vui vẻ bên người thân yêu. Giờ Tỵ, người này suy nghĩ phức tạp, lời nói và hành động không thống nhất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả. Giờ Ngọ, người này nói nhiều và không biết giữ mồm giữ miệng. Cuộc đời vận số khá tốt, có quý nhân giúp đỡ nên khá thuận lợi, không gặp phải sóng gió lớn gì. Giờ Mùi, thường là những người thân thiện, sống chân thành, vận số bình thường không có gì nổi bật. Giờ Thân, là người học rộng tài cao, danh tiếng tốt. Những người này không thích hợp làm kinh doanh, đầu tư vì sẽ bị hao tổn tiền tài. Giờ Dậu, là người chăm chỉ, chịu khó, hiền lành, phúc hậu, trong cuộc sống không gặp phải sóng gió gì. Cần chú ý hơn tới sức khỏe bản thân, ra ngoài phải cẩn thận. Giờ Tuất, cuộc sống gặp nhiều trắc trở và không may mắn, tránh gây xung đột với người khác khi ra ngoài. Giờ Hợi, thường là những người có uy vọng và giữ chức vụ cao. Nên chú ý hơn tới sức khỏe bản thân, đề phòng một số bệnh về đường tiêu hóa.